Kế nữa là em xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda SH màu, chiếc xe này là màu trắng đen xì bo. Màu trắng đen xì bo là các bạn. Em nó có cái mâm đen, cột đen, rất là thời trang, rất là cá tính và rất là đẹp. Và với chiếc xe Honda SH, chiếc xe này cũng là Việt kiều Ý. Chiếc xe này cũng là Việt kiều Ý. Và xe này thì đã có đồng hồ bích kỳ, đời cao thì có cái đồng hồ bích kỳ, đồng thời có luôn cái chìa khóa thông minh luôn đó, chìa khóa thông minh của hãng Honda luôn. Và với chiếc xe này, em này em mang biển số là 59B149839 và em này là mang số máy là 501 và đời cuối luôn nha các bạn. Đó, đời cuối luôn. Đây, đời cuối luôn, 501. Đó. Và tôi với các bạn các anh chị, chiếc xe này là một chiếc xe Honda SH Việt kiều Ý, đời cuối 501 là cuối 2012 các bạn. Và xe này là mình mong muốn bán với giá là 118 triệu. 118 triệu nha các bạn. Cảm ơn. Và mình cũng thưa với các bạn các anh chị, đây nè, đây là những cái con số mà ví dụ như là GF với KF, các bạn các anh chị thấy chữ KF là 150 nha, mà GF là 125 nha các bạn. Đó, thì có nghĩa là suy ra cái xe này á, là 125. Đó, thưa rõ ràng với các bạn các anh chị là đây là con này ha, 125. Còn nhiều khi em chỉ quay sơ qua thì các bạn các anh chị căn cứ theo cái mà hướng dẫn đó, nhận biết vậy đó. Thứ là cái này nè, đó là KF là 150, còn GF là 125. Rồi. Rồi, và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda SH màu đỏ đen sport. Đó, màu đỏ, mâm đen, phục đen. Thì mỗi người có mỗi cái sở thích, mỗi người có mỗi cái thích khác nhau nên em sẽ làm mỗi cái màu phối trộn với nhau. Đó, xe này đồng hồ cây luôn. Và chiếc xe này cũng là một chiếc xe Honda SH Việt kiều Ý, đời cuối 2012 nè, 501 nè các bạn, rất là đẹp, xe rất là đẹp luôn. Và với chiếc xe này thì cũng vậy, cái giá nó cũng như vậy, xem thôi, 117 triệu 500 nha các bạn, 117 triệu 500. Đó, em xin cảm ơn. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH, chiếc xe này là Honda SH màu trắng đen xì bo và cụm đèn xi nhan này là mình đã gắn đèn LED khách đó các bạn, khách gắn chứ không phải mình gắn đâu. Nhưng mà rất là đẹp, đi ban đêm rất là đẹp. À, một trắng đen xì bo, rất là đẹp, rất là mới luôn. Và với chiếc xe này hôm nay á, thì chủ yếu là em giới thiệu với các bạn các anh chị cái đời 2012, đời cuối là của Việt kiều Ý là chính nha các bạn. Đó, cũng 501 luôn nè các bạn, thấy không? Đó, đời cuối 2012, chụp cuối các bạn. Đó, và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 117 triệu, 117 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Thì thật ra lý do tại sao mà mình giới thiệu với các bạn các anh chị những cái số máy đời cao này, tại vì nhiều khi cái đời cao á 125 thì chúng ta có thể chạy tốc độ, khi mà lúc đầu á chúng ta chạy tốc độ D3 thì nó yếu hơn một chút, nhưng mà khi mà đạt lên tốc độ mà bình thường 100 là nó như nhau thôi nha các bạn, chạy thì nó như nhau thôi. Quan trọng là chúng ta có cái xe để chúng ta đi mà lịch sự là quan trọng nhất. Chứ còn nếu mà các bạn cái gì thích 150 thì đương nhiên là cái sự lựa chọn đó là các bạn rồi, là luôn đúng, sẽ có cái sản phẩm 150 cho các bạn. Còn hôm nay thích cái 125 nha. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda SH màu đen xì bo. Đó, đen là xì bo luôn, đen phi. Và với chiếc xe này
cũng là cái xe 501. Đó, các bạn thấy không? 501 đời cuối hết 2012. Đời cuối 2012. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda HR Lý đời cuối 2012 với giá là 112 triệu. 112 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe Honda màu đỏ. Số rồi. Em nói là 59F234594. Xe này là xe Ý nhập đời 2010 nha các bạn. Đó. Và với chiếc xe Honda nó Ý nhập 2010 này thì mình mong muốn bán với giá 132 triệu nha các bạn. Xe Honda nó Ý nhập nguyên chiếc 2010 nhưng mà là 125. Cái nữa em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda SH màu đỏ đô. Đó, đỏ đô. Xe này cũng là xe Honda SH tí nhập nguyên chiếc nên không tắt đèn chưa mẫu luôn các bạn, xe Rin. Chiếc xe Rin. Đây, hồ sơ cầm tay. Đó. Và với chiếc xe này thì là số máy là 103, xe kia là 102, cũng là Ý nhập nguyên chiếc 2010. Nhưng mà chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 134 triệu. 134 triệu nha các bạn. Xe Vin. Em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các chiếc xe Honda SH màu trắng đen xì bo. Ở chiếc xe Honda SH màu trắng đen xì bo này thì được có cái là nhìn cái màu sắc nó rất là thời trang, rất là đẹp, bởi vì người ta thích là màu trắng đen bo là đại đa số luôn rồi, là họ thích cây công tắc đèn chưa mổ để cho nó giữ được zin, zin cái phần điện. Đó. Và em này mang biển số là 59C301128. Và em này thì số máy là 104. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 129 triệu 900. 129 triệu 900 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH Ý nhập nguyên chiếc màu trắng đen xì bo. Xe nó đẹp. Nói chung là đẹp hay không khi các bạn các anh chị tới các bạn xem thực tế nữa. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe này thì nó có cái biển số là 54K37462. Và em này là cái em Honda SH Ý 150, số máy là 1007. Đó. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá 157 triệu. Đó, 157 triệu nha các bạn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn cái chiếc xe Honda SH cũng là đẹp, màu trắng đen con. Với chiếc xe này á thì em nó mang biển số là 59M24449.
số máy của em nó là 102. Và với chiếc xe Honda đắc ý nhập nguyên chiếc 150 này thì mình mong muốn bán với giá là 161 triệu nha các bạn. 161 triệu. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn cái chiếc xe Honda đó. Màu trắng đen xì bo. Màu trắng đen xì bo thì đẹp luôn. Bo này em nó mang biển số là 59F2-08404 đó. Em này là một em Việt kiều Ý nhưng mà là 150 luôn nha các bạn. Đó, Việt kiều Ý. Việt kiều Ý nó có cái mã số đầu là 50 á các bạn. Đây, để mình thưa với các bạn kênh chị đây. Đây nha. Rồi, đây. Đây. 50KKF các bạn. Đó. KF là 150 và với chiếc xe này một lần nữa xin đưa với các bạn các chị đây là chiếc xe Honda Việt kiều Ý 150 đó, và với cái giá mình muốn em bán là 139 triệu. Đó, xin cảm ơn các chị rất nhiều và xin đưa với các bạn các chị là ngoài ra là còn rất là nhiều xe bỏ đi nằm kho là Honda giao dịch. Rồi mình thử, nhiều khi các bạn các anh chị tới thì nếu mà có những cái gì mà các bạn các anh chị muốn đổi á thì trực tiếp em sẽ đổi trước mặt các bạn các anh chị. Nhiều khi đổi từ dàn áo màu này qua màu kia, hay là từ bánh mâm này qua bánh mâm kia, hoặc là những cái gì mà các bạn các anh chị không thích, thí dụ như công tắc đèn chưa mổ ra để có công tắc tắt mở đó, cho nó thuận tiện, thì đó cũng là một cái cơ bản là các bạn các anh chị mua cái gì cứ tới thử trải nghiệm, hài lòng vừa ý thì mình mua ha. Và sau đó thì giấy tờ cũng vậy là nghiêm chỉnh đàng hoàng ha. Và bao thử cho các bạn các chị thoải mái hết, mình thử hài lòng vừa ý rồi chúng ta sẽ cùng, nếu mà xe biển số thành phố có biển số thì chúng ta ra phòng công chứng để ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên. Còn nếu như những cái xe nào mà có gọi là hồ sơ cầm tay tự quản sẵn rồi các bạn, hồ sơ cầm tay đó, thì mình sẽ đưa xe cùng các bạn các anh chị về đến tận nhà đó, rồi để các bạn các anh chị nhập vô quận nhà mình bấm biển số hoặc là tỉnh mình bấm biển số một cách nó thuận lợi luôn. Và đồng thời đó là khi các bạn các anh chị đi mua xe có thể là chỉ đi cầm theo tiền đường một ít thôi, khoảng 10 triệu 20 triệu gì đó, một số chút đỉnh gì đó, thì chúng ta lên chúng ta chọn xe, khi mà chọn xong rồi đó thì chở các bạn các anh chị về đến tận nhà rồi làm mới thủ tục thu tiền sau cùng, các bạn đưa xe và đưa khách về, khách chỉ việc lên lựa xe chọn xe và được chúng em sẽ đưa về tận nhà hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Và một lần nữa em hy vọng các bạn các anh chị hãy cho chúng em cái cơ hội được phục vụ cũng như là hỗ trợ cho các bạn các anh chị được nhiều hơn nữa, để cho các bạn các anh chị mua được cái sản phẩm, mặc dù là mua xe cũ nhưng mà phục vụ giống như về là cái sự hài lòng, như chiếc xe mới như ý hài lòng. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.